dù bạn đang xem Henry trên điện thoại, máy tính hay TV thì nhớ vào kênh Henry trên YouTube và nhấn vào nút đăng ký nha. Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với chương trình Rap Việt phiên bản nhà Heavy. Và trong không khí tương bừng phấn khởi của quý vị khán giả thì tôi, MC Nagame xin tuyên bố Rap Việt mùa 2 phiên bản nhà Heavy xin phép được bắt đầu. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu sự góp mặt của hai vị giám khảo có tiếng trong giới underground. Đầu tiên đó chính là chị Sugar. Chị Sugar nổi tiếng với gương mặt trẻ trung, năng động và là một hot TikToker có tiếng, có miếng. Và ngay sau đây tôi xin giới thiệu đến vị giám khảo thứ hai, đó chính là KC. KC là một gương mặt đa tài trong nhiều thể loại âm nhạc đình đám, bao gồm nhạc đám ma, đám dỗ, đám cổ và đám tang. Cái gì vậy? Xin mời anh KC ạ. Mày đàn ông dữ vậy. Và sau đây sẽ là phần trình diễn của hai vị giám khảo. Đợt chọn cấp hoa là anh thích vậy, nàng bước qua là anh thích ẩy, nàng thất tha là anh thích ẩy, thẳng ra là anh thích vậy. Đợt chọn cấp hoa là anh thích vậy, nàng bước qua là anh thích ẩy, nàng thất tha là anh thích ẩy, thẳng ra là anh thích vậy. Vài ngàn sinh trên tầng lầu, tai headphone em gật đầu, anh bước ra trông thật ngầu, anh đến là đập chậu. Cướp hoa trên tầng lầu, tai headphone em gật đầu, anh bước ra trông thật ngầu, anh đến là đập chậu. Đập chậu, cướp hoa, đập chậu, cướp hoa, đập chậu, đập chậu, đập chậu, cướp hoa. Nhiều thằng lê hoay làm sao để có được nàng, vẫn kiểu hip hop. Đi cái gì? Vâng, thật là một sự trình diễn ấn tượng giữa hai vị giám khảo chúng ta đúng không ạ? Xin cho hai vị giám khảo một tràng vỗ tay ạ. Vỗ tay, vỗ tay. Vâng, và sau đây sẽ đến ngay với phần chinh phục. Các thí sinh sẽ thể hiện tài năng và hai vị giám khảo sẽ tung chiếc nón bảo hiểm khi chọn thí sinh đó. Chị thấy lành lít dữ nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên, anh Kiên Liên Thuyền. Trễ giờ đầu thai hay gì mà trễ dữ vậy mày? Thì sao mình có cái đắp nem Kiên Liên Thuyền? Là vì tại mình hay nói chuyện Liên Thuyền, mình hay hoàn huyên và mình thích nuôi chim bình chuyên, mình ở Bình Chuyên. Đó, và mình cũng biết tới Rap Việt, mình cũng ấn tượng như là chị Nalaka, chị Sulin Minty và anh John Lonton ạ. Đó. Sau đây chính là phần trình diễn của anh Kiên Liên Thuyền. Hey yo, what's up, chào mừng trình diễn nha. Ây dồi, sao đau tất cả anh em Sài Gòn, sao đau tất cả các ban giám khảo ở trên này và tất cả quý vị khán giả. Dạ, sau đây tôi sẽ gửi lại bài sao kê. Biết rất là hay, tôi nghĩ là thí sinh này sẽ là một thí sinh tài năng. Rồi, đang giữa một dịp căng thẳng, tự nhiên có cái biến lớn ghê. Biến gì mà toàn sao sao nhưng lại là toàn là sao kê. Ê, biến gì mà toàn sao sao nhưng lại toàn là sao kê. Ê, biến gì mà toàn sao sao nhưng lại toàn là sao kê. Ê, có ở trên trời thì có sao băng, ở dưới đất thì có sao kê. Các chuyên gia trên trời cũng lắc đầu vì lại sao kê. Sao kê, sao kê, sao kê là gì vậy? Ê, 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 ê. Thôi nín, nín mẹ đi, mệt quá. Thôi em nghỉ hát đi em, chứ anh thấy em hơi bị lạ người đấy. Con thật sự em đã thay mà. Em ơi, bài rap nó không có ý nghĩa gì luôn á em. Anh có làm được không? Vâng ạ, và tôi xin thông báo là không có một sự lựa chọn nào dành cho anh Kiên Liên Thuyên hết. Vâng, xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Âm nhạc đối với mọi người không phải chỉ để thưởng thức, không phải chỉ để nghe. Đúng ạ. Nhưng thì em cũng biết em tới đây với mục đích là em lấy nón vàng, là em lấy nón vàng. Thì giờ bây giờ chỉ cần quăng cho anh cái nón là em về được rồi. Chỉ cần quăng cho anh cái nón là em về được rồi. Trời, nó đi nó khùng gì tôi không có hiểu gì trời. Này, đồ của em này. Rồi về đi nha. Về đi. Năm sau thi tiếp nha. Năm sau thi tiếp nha em. Tôi lát cho con dương để em quá xíu nha. Có, vô đi. Vâng ạ, à, để làm không mất thời gian của quý vị thì bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với thí sinh tiếp theo, đó chính là anh Phú BTP.
em tên là Bùi Đình Phú và nickname của em là Phú Đại BTB. Một người từng đạt những cái giải thưởng rất là cao quý của mùa Rap Việt mùa 1. Em đứng tặng top 3. Ủa, sao tao nhìn anh em quen vậy? Trời, thi có 3 người nó top 3 chả quen. Không không không, tài năng của mình không phải là đứng theo top mà được công nhận mọi người. Là sau đây em xin thể hiện một cái màn rap của em. Lên nhạc ạ. Cái gì vậy? Anh lại gãi đầu, không biết giải thích sao nữa. Chẳng lẽ thừa nhận anh và cô ấy là hai người thích nhau? Thì anh cũng có lỗi một phần, còn lại là cô ta sai. Còn gì em đâu phải nông dân mà cứ thích mọi chuyện ra ngô ra khoai. Chỉ là hôm trước hơi buồn, tâm trạng vô tình chạm đáy. Tìm em để chút tâm sự mỏng nhưng cho em rap cả ngày chẳng thấy. Để anh nhớ lại xem nào, do gì mà con tim khóc phải nhớ là sau một cái im. Cái gì cái vậy? Thiếu chuyên nghiệp vậy trời. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi à, em sao hát nghiệp đi Phú. Mày hát nghiệp nè, hát nghiệp nè. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, tự nhiên muốn nổi quạo vậy trời. Anh này đi đây cắt giùm em cái phần bạo lực hồi nãy của ban tổ chức Rap Việt đi nha. Ok. Ok, bây giờ thì để tiếp tục chương trình chúng ta sẽ đến với thí sinh Loka. Vâng, và ngay sau đây là phần trình diễn của Loka. Hôm nay em xin rap về chủ đề tình yêu ạ. Thì từ đầu đến giờ thì dạng thí sinh toàn là kém chất lượng. Tôi sẽ đặt niềm tin tới em. Tôi hy vọng em sẽ làm được. Hy vọng là em sẽ là một gọi là thí sinh bứt phá trong cuộc thi ngày hôm nay. Dạ. Em xin được trình bày luôn ạ. Không cần biết nha, biết chay. Gì? Yeah. Yeah. Oh, chưa ạ? One, two, three, go. Nói buồn thì chắc đâu ai hiểu. Phủ dài ta ngừng theo hai chiều. Anh vừa lúc cũng có thường qua. Em vừa nơi khác bên người ta và được anh vừa với lời xó và may. Hay nhờ. Em khỏi vòng tay. Rất là hay. Bài nhạc lúc vừa mới của anh đi một bài hát vô cùng hay. Anh muốn gọi gió cho tóc em bay. Gọi nắng trên vai em ngày. Như là chỉnh câu sơ anh viết niềm vui kia anh biết chung vụ mãi nơi đây. Em có thể có tim này tổn thương cũng được. Em có thể lòng tin anh dần chết. Em có thể anh điên vô cả vài mét thích yêu thương đi anh không cần đến. Em mà đợi chờ không phải là hạnh phúc. Anh biết sợ yêu không nhất thiết phải dừng nhau như anh thay nhỏ nhớ. Sự yêu cùng phúc nó sẽ quay thuộc nhưng sắp thêm một lần đâu vì anh đã. Dừng nhau như anh thay nhỏ nhớ. Sự yêu cùng phúc nó sẽ quay nhiều thương nhất. Tâm thần tục lần đầu vì anh đã quên. Để anh ngày nay cũng nhớ buồn phiền. Anh bước một mình. Anh biết quên màu thì em thì đó hiểu. Nhưng tháng ngày dạy đó ta chỉ có thể cố tình cố chấp. Tình yêu có thể thay anh người ta đâu đó. Cái gì vậy? Đạp dây điện hả má? Sân khấu bây giờ đang cháy hơn bao giờ hết. Đúng yeah. Rồi, hai vị yeah. Ban khảo bình tĩnh về chỗ. Yeah. Về chỗ ạ. Về chỗ. Dạ. Vâng, cho hỏi hai vị ban khảo có nhận xét gì về thí sinh Loka? Rất là tuyệt vời đấy. Tôi thấy em là một tài năng âm nhạc hiếm có. Em phải về đổi tôi để em có thể vươn tầm thế giới. Tôi á, đó cái khả năng em rap theo cái flow gọi là rất là chất lượng và khả năng lên nốt rất là cao của em thì anh Đức thì em là king of rap. Và bây giờ hai vị ban giám khảo có 5 giây để xuất chiến rồi, chọn thí sinh. Trời ơi, bảo tất cả. Cái gì vậy? Xin lỗi quý vị khán giả rất nhiều vì cái sự cố ngày hôm nay. Thì bây giờ chương trình Rap Việt xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy clip này hay thì nhớ để lại cho Happy một like chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký. Và đừng quên là đăng ký hết tất cả kênh của Happy nữa nha. Còn giờ thì